Cộng đồng mạng quyết dí Louis Phạm tới cùng vì đâu nên nổi. Từng được biết đến là người thẳng thắn khi khui mặt trái của huấn luyện viên khi còn là vận động viên đội tuyển. Giờ đây, Phạm Như Phương, Louis Phạm lại bị cư dân mạng dí tới cùng với là phốt phong bạc cùng đường tình có phần lấn cấn. Ở diễn biến mới nhất, một group anti-hot girl Louis Phạm đã thu hút hàng chục ngàn thành viên vì đâu nên nông nổi này. Phạm Như Phương, Louis Phạm, sinh năm 2003, là một trong những hot girl, người sáng tạo nội dung mạng xã hội đang gây xôn xao. Vốn dĩ có ngoại hình cuốn hút, nổi bật, Như Phương còn được nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp cùng bạn trai Việt Kiều. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bất ngờ Phạm Như Phương bị lập nhiều group anti, điển hình là nhóm anti Louis Chúng Mình Có Nhau có hơn 62.000 thành viên, hay như nhóm anti Louis Chúng Mình Có Nhau với hơn 19.000 thành viên. Tại đây, rất nhiều bài đăng đấu tố nàng hot girl bị khui ra. Phần lớn các bài viết trong nhóm bóc tách những tình tiết chưa được xác thực về cuộc sống cá nhân cũng như quan điểm cá nhân về cách ứng xử của Phạm Như Phương thời gian qua. Một số thông tin như mối quan hệ với bạn bè, người yêu cũng bị anti-fan nhắc đến. Những cụm từ như phong bạc, thẻ đen, đồ hiệu xuất hiện tràn lan trong những topic bàn luận về hot girl theo chiều hướng tiêu cực. Có người đồng tình, song cũng có người phản đối và cho rằng cần cảnh giác với những thông tin chưa được xác thực. Đáng chú ý nhất phải kể đến bài đăng của một tài khoản tố Phạm Như Phương sử dụng hình ảnh của mình đã đăng tải từ năm 2020 để sống ảo trên Instagram. Trước những xôn xao từ dư luận, Phạm Như Phương cũng đã liên hệ trực tiếp với người đăng tố để giải thích. Người đẹp sinh năm 2003 cho rằng sẽ sẵn sàng đền bù thiệt hại vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, Như Phương cũng từng bị một người bạn thân bóc phốt trên livestream về việc luôn cố tình sử dụng thẻ đen để khoe sự giàu có. Song chiếc thẻ đó cũng không rõ nguồn gốc có thực sự phải của cô nàng hay không. Giữa lúc bị netizen tìm kiếm về những ồn ào không mấy tích cực, Phạm Như Phương chẳng mấy quan tâm, cô nàng vẫn tập trung vào cuộc sống riêng của mình, thậm chí còn thể hiện đẳng cấp giàu có khi cùng hội bạn tranh thủ ghé vào một cửa hàng đồ hiệu và một lần nữa flex chiếc thẻ đen quyền lực như ngầm phủ nhận những lời đấu tố đang tràn lan trên không gian mạng về mình. Đáng nói, hot girl Hà Nội cũng từng nhiều lần chia sẻ trong livestream, không ngần ngại giấu giếm những lùm xùm xoay quanh mình như chuyện tình cảm với người cũ, các mối quan hệ bạn bè. Ngoài ra, Như Phương cũng thẳng thắn nhận lỗi về những chuyện từng làm sai trong quá khứ. Mặc dù thẳng thắn như vậy, song cộng đồng mạng vẫn không buông la cho Louis Phạm mà quyết dí tới cùng bởi những bài đăng bóc phốt chuyện sống ảo, cũng như mối quan hệ tình ái của Như Phương với người cũ, người mới, bao gồm cả việc cô bị bạn trai đòi đồ trong tin nhắn riêng tư cũng bị leak ra. Trước khi gây xôn xao dư luận bởi những chiếc phốt hiện tại, Phạm Như Phương từng được khen ngợi bởi tính cách ngay thẳng, chính trực, sẵn sàng khui mặt trái của ngành nghề. Cụ thể, vào tháng 1 năm 2024, Louis Phạm quyết định giải nghệ, đồng thời lên tiếng tố bị cắt phế tiền thưởng. Theo nữ vận động viên sinh năm 2003, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho huấn luyện viên của mình ở bộ môn thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội. Và ngoài việc phải trích 10% tiền thưởng huy chương lại cho huấn luyện viên, vận động viên này còn phải nộp cả tiền thưởng nóng với mức thu lên tới 50%. Vụ việc được phanh phui, những người liên quan đã bị xử lý theo quy định, còn Như Phương cũng rời xa bộ môn mình gắn bó hơn một thập kỷ. Sau ồn ào này, cô nàng đã tập trung phát triển các nền tảng mạng xã hội. Các hoạt động của người đẹp có thể kể đến như thường xuyên livestream giao lưu cùng mọi người, đồng thời đăng tải clip tương tác với những người đẹp khác như Emma Nhất Khanh, Viên VB. Cách đây không lâu, cô còn gây chú ý khi xuất hiện trong show thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long. Hiện tại, mọi nhất cử nhất động của Phạm Như Phương đều nhận về sự quan tâm và bàn tán của công chúng. Còn bạn, quan điểm của bạn thế nào về những ồn ào liên quan Louis Phạm, tức Phạm Như Phương? Hãy bày tỏ để Abyss được biết nha! Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày.